Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác điều động, luân chuyển cán bộ là một khâu then chốt trong công tác cán bộ. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã cụ thể hóa, ban hành các đề án, kế hoạch về công tác cán bộ để thực hiện. Việc điều động luân chuyển cán bộ được thực hiện thống nhất, đồng bộ và khoa học, từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tháng 2 năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn đang giữ chức vụ huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nông Cống, được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống điều động về làm bí thư đảng ủy xã Tượng Văn. Đây là một xã thuần nông thuộc vùng Chiêm Trũng, nông nghiệp là ngành nghề sản xuất chính, nên đời sống kinh tế của người dân cũng như nguồn thu ngân sách của xã Tượng Văn còn gặp nhiều khó khăn. Là một cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, ngay sau khi được điều động luân chuyển về cơ sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn đã dành nhiều thời gian đến các thôn, gặp gỡ cán bộ thôn và người dân để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, đề xuất của cán bộ và nhân dân. Trên cơ sở đó, đồng chí và Ban Chấp hành Đảng ủy đã tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về phát triển ngành nghề sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ các thôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Tượng Văn của chúng tôi là xã thuần nông. Chính vì vậy mà việc thu hút nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới là rất là hạn chế. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã có những cái bàn bạc thống nhất và có những cái chủ trương để hỗ trợ kích cầu nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là chúng tôi hỗ trợ 30% đối với việc mở rộng các cái đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, các khu dân cư, rồi vận động con em ở các địa phương đang công tác làm việc ở trong nước cũng như nước ngoài để về hướng về quê hương, để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông, nhà văn hóa. Sau khi được cái đảng bộ ấy, thì ra cái nghị quyết là lấy thôn Chi Phố làm điểm, thì các ông chí bí thư, phó bí thư thường trực là thường xuống để nắm tình hình và giao cho đồng chí chủ tịch mặt trận và đồng chí đảng ủy viên phụ trách bên cựu chiến binh là phụ trách cái mảng này. Nên mọi vấn đề chúng tôi làm việc đều báo cáo đồng chí và các đồng chí báo cáo trên. Đặc biệt là đồng chí bí thư, đồng chí mới về nhưng đồng chí đã rất quan tâm đến sự phát triển của làng. Đây là quan niệm của làng đi ra. Nên đồng chí rất quan tâm từ cái việc là uốn nắn, từ cái việc là như vậy giao ban, họp hành, triển khai. Đồng chí làm rất đúng quy trình và thì ta phải nói là như vậy là đồng chí đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm. Sau 3 năm được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống điều động luân chuyển từ phòng giáo dục về đảm trách cương vị Bí thư Đảng ủy xã Vạn Hòa tháng 4 năm 2023, đồng chí Lê Thái Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luân chuyển, được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống ghi nhận và bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng giáo dục huyện Nông Cống. Trong những năm tháng giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Vạn Hòa, đồng chí Lê Thái Sơn đã nỗ lực cống hiến hết mình vì địa phương và góp phần đưa xã Vạn Hòa có bước phát triển toàn diện, là xã đầu tiên của huyện Nông Cống đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương ghi nhận. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn thì được luân chuyển bổ nhiệm về làm bí thư đảng bộ xã Vạn Hòa. Thì sau 3 năm thì có thể nói là đồng chí đã cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã ban hành các cái chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo xã Vạn Hòa phát triển kinh tế xã hội được như ngày hôm nay. Với đồng chí Lê Thái Sơn, những năm tháng được điều động luân chuyển về cơ sở công tác đã giúp cho đồng chí tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nắm bắt được nhiều vấn đề ở cơ sở. Từ đó, có cơ sở để tham mưu đề xuất với huyện ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp và sát đúng với nhu cầu thực tế mà cơ sở đang mong đợi. Sau khi được tổ chức điều động, phân công về nhiệm vụ công tác mới với vị trí cao hơn, đó là trước khi đi công tác, trước đây là phó trưởng phòng và bây giờ về làm trưởng phòng đào tạo huyện, thì đây cũng là một cái vinh dự, là trọng trách lớn, vì với cái quá trình và đi thực tiễn ở cơ sở thì bản thân là từ những kinh nghiệm thực tiễn đó thì sẽ về cùng với tập thể lãnh đạo phòng, ngành giáo dục sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ
và cho Ủy ban nhân dân huyện là ban hành các cái chủ trương, các nghị quyết liên quan đến phát triển giáo dục nói chung và đặc biệt là cái cơ sở vật chất cũng như là cái chất lượng giáo dục, để rồi nó gắn với thực tiễn, phù hợp với thực tiễn của cái điều kiện thực tế của huyện cũng như các quy định của ngành, để rồi cái giúp cho cái giáo dục của huyện nhà tiếp tục duy trì và phát triển lên một cái tầm cao mới tốt hơn. Để làm tốt công tác điều động luân chuyển cán bộ, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ dựa trên yêu cầu thực tế của huyện, của các xã, thị trấn để lựa chọn cũng như chọn đơn vị luân chuyển cán bộ và đặc biệt là hướng bố trí sử dụng, bổ nhiệm sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ để cán bộ được luân chuyển yên tâm nhận nhiệm vụ. Từ cuối năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã thực hiện điều động luân chuyển 45 cán bộ, trong đó có 6 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và 4 cán bộ từ cấp xã về huyện, điều động 30 lượt cán bộ chức vụ là bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân từ xã này sang xã khác. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, công tác điều động luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện trong những năm qua không chỉ khắc phục tư tưởng bảo thủ, cục bộ địa phương mà còn tạo bước chuyển rõ nét trong đổi mới tác phong công tác, phương pháp làm việc của cán bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ. Đa số cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả. Nổi bật là những kết quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Cùng với thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ, huyện Nông Cống đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức. Hàng năm, huyện đều cử cán bộ đi học, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đã chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Nội dung chương trình đào tạo được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, sắp xếp các chuyên đề, học phần đảm bảo tính hệ thống và khoa học, kết hợp giữa lý thuyết với thảo luận, vận dụng sáng tạo và lồng ghép các chuyên đề phù hợp. Giảng viên kịp thời cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, trung tâm đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất với các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được nhu cầu dạy và học cho giảng viên và học viên. Một cái vấn đề mà chúng tôi đang đặt ra đó là cố gắng là sẽ liên kết ở một mức cao hơn, có thể là ở các cái bộ ngành trung ương để mời các báo cáo viên của trung ương để về mở các cái lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của huyện về kinh tế, về các cái mảng, về các cái vấn đề mà cán bộ đang cần cũng như đang quan tâm. Từ bài học thực tiễn về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án, kế hoạch điều động luân chuyển cán bộ nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ được luân chuyển và cán bộ trong kế hoạch luân chuyển. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đánh giá và sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác luân chuyển để rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn đối tượng, địa bàn, vị trí công việc phù hợp. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong huyện ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.